Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hyundai Hồng Đức. Thì ngày hôm nay Chí sẽ cập nhật cho tất cả các bạn về cái phiên bản vừa mới được Hyundai Việt Nam ra mắt, đó chính là siêu phẩm là CBG 150G, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Thì sau bao ngày chờ đợi thì chiếc xe này nó cũng đã về tới hết Hyundai Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay Chí sẽ làm video này để mình cùng xem tổng thể về chiếc xe CBG này. Coi nó có gì đặc biệt và cũng như là giá cả nó như thế nào, và chương trình khuyến mãi và trả góp tại Hyundai Hồng Đức 10 tại địa chỉ là Châu Thành, Sóc Trăng nha các bạn. Thì mời các bạn mình cùng xem xe. Thì như thông tin tất cả cũng các bạn cũng đã biết, thì vào ngày 29 tháng 9 năm 2021 thì Hyundai Việt Nam vừa cho ra mắt cái mẫu xe hoàn toàn mới, đó là CBG 150G được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Thì CBG đó là một trong những cái mẫu xe thể thao phân khối nhỏ, thì ngay từ khi ra mắt nó đã thu hút nhiều người sử dụng, và cái sức hấp dẫn nó rất mạnh và vượt trội qua cái kiểu dáng rất là hầm hố. Vậy trên cái phiên bản CBG này thì hiện tại là Hyundai Việt Nam cho ra mắt là với là 3 mẫu, với 3 phiên bản, đó chính là phiên bản cao cấp, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản thể thao. Như trước mặt của các bạn đây đó chính là phiên bản thể thao màu đỏ. Vậy mình cùng xem coi là nó có thiết kế như thế nào. À mà quên nữa, thì sáng nay thì Chí sẽ nói về cái sơ về cái giá xe của thằng một CBG 150G này để cho các bạn mình cùng được tham khảo. Thì đối với phiên bản đặc biệt đó chính là màu đen xám, thì nó có giá là 72.490.000, và nó bằng giá như phiên bản thể thao luôn á các bạn. Là phiên bản thể thao là nó màu đỏ này các bạn, là cũng là 72.490.000. Và đặc biệt hơn là phiên bản tiêu chuẩn là màu đen đỏ, là nó có giá là 70.990.000. Thì cái giá này á là giá đề xuất của Hyundai luôn các bạn, là khi nó về hết tại Hyundai Hồng Đức 10 thì bên mình vẫn để cái giá yêu thương này cho khách hàng với giá bằng với giá đề xuất luôn ạ. Để cho khách hàng mình có thể là trải nghiệm được cái xe phân khối lớn cỡ nhỏ này. Thì mình cùng xem coi thì nó có thiết kế như thế nào. Thì đối về nó thiết kế về cái mặt đồng hồ này các bạn. Về cái mặt đồng hồ thì theo mình thấy là nó thiết kế theo cái dạng là một đồng hồ điện tử LCD giống như là chiếc Winner đó các bạn, nhưng mà nó có tăng tiến hơn là những cái thông số kỹ thuật nó bố trí một cách rất là khoa học và hợp lý, như là cái dòng tua nè, số km và báo giờ chip và đổ xăng. Ở dưới mặt dưới thì như là báo số nè, ABS và code pha. Ở bên đây là nó có hai nút để nó điều chỉnh giờ nha các bạn. Và tiếp theo là thiết kế về phía trước. Thì theo mình đánh giá thì nó thiết kế theo phía trước là rất là hầm hố. Theo cái cảm hứng từ đàn anh của nó chính là CBG 250G. Thì toàn bộ như là đèn pha ở phía trước và cũng như là đèn nhan là toàn bộ sử dụng đèn LED và công nghệ sáng tự động luôn nha tất cả các bạn. Và tiếp theo đây đó là xe được trang bị là ABS trên cả phanh trước và phanh sau. Và đặc biệt ở đây mình xin chia sẻ cho tất cả các bạn, đó chính là đến từ cái phuộc. Cái phuộc này là phuộc trước là upside down, đến từ thương hiệu là Sofa, thương hiệu hàng đầu của thế giới nha các bạn, rất là chất lượng. Về dọc theo thân xe thì nó được thiết kế góc cạnh và tăng tính khí động học. Nó có khe gió này các bạn, là cho khi mình lưu thông á, là gió nó qua cái khe này. Thứ nhất là mát máy, thứ hai là xe sẽ đi im dịu nhẹ hơn. Và đặc biệt ở đây chính là cái bình xăng được thiết kế với 12 lít, là cho khách hàng mình có thể là trải nghiệm với cái cung đường dài mà không phải tốn thời gian để mình đổ xăng. Về cái phần yên thì được chia ra làm hai tầng, nhìn trong rất là giống những xe phân khối lớn như là 100 CB 1000 GG. Và đặc biệt là ở cụm đèn ở phía sau này các bạn, cụm đèn ở phía sau được thiết kế liền khói và buốt nhọn, và kết hợp đó là cái đèn xi nhan được tách rời ra ở phía sau, giúp cho người tham gia giao thông là dễ dàng quan sát khi mình đi ở phía sau xe, khi mình có chuyển hướng như là qua trái hoặc qua phải.
Và đặc biệt hơn nữa là cái phuộc sau nó sử dụng là monoshock, giúp cho xe là vận hành êm ái hơn khi mình đi trong những cái cung đường gồ ghề. Và ở phía sau này nó cái phanh ở phía sau nó cũng sử dụng là phanh ABS luôn nha các bạn. Là cái điều đặc biệt ở xe CBG 150GG này á, là nó được thiết kế phanh ABS trên cả hai kênh, và phanh trước và phanh sau, nó sẽ giúp cho xe là an toàn tuyệt đối khi mình sử dụng ở những cung đường trơn trượt. Về mặt cái động cơ của xe này thì nó như thế nào? Thì động cơ thì với cái động cơ là 150cc Cylinder DOC 6 cấp với hộp số 6 cấp là mát bằng dung dịch, cho khả năng sinh công cực đại là 13,7 Newton tại 7.000 vòng trên phút, giúp mẫu xe công tay thể thao này vượt vận hành một cách là mượt mà và êm ái. Và nó sử dụng cái công nghệ là chống trượt hai chiều, đó chính là sử dụng cái bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều, giúp cho xe vận hành êm ái và mạnh mẽ. Và theo mình đánh giá về cái tổng thể cái dòng xe này á, thì nó được thiết kế rất là mạnh mẽ, hầm hố, và giống như những đàn anh trước của nó, giống như là 250G hoặc là 1000GG. Thì theo mình đánh giá này, đối với một chiếc xe côn tay cỡ nhỏ theo cái mẫu của phân khối lớn, thì đây là một chiếc xe mà đáng được sử dụng nhất. Và sẵn đây mình sẽ báo giá trả góp cho những bạn nào quan tâm đến dòng xe này nhưng mà mình chưa có đủ tiền để mình mua, thì bên mình cũng hỗ trợ là lên hồ sơ trả góp, hỗ trợ cho tất cả các bạn là lãi suất cực kỳ hấp dẫn và ưu đãi chỉ từ 0.99%. Là đối với chiếc xe phiên bản tiêu chuẩn màu đen đỏ thì nó có giá là 70.990, thì khách hàng chỉ trả trước là 14.290.000, là mình còn vay lại là 56.700.000 đó các bạn, là mình sẽ được sở hữu được chiếc xe CBG này. Thì 18 tháng thì mỗi tháng khách hàng mình chỉ đóng là 3.903.000, 20 tháng thì mỗi tháng mình chỉ đóng là 3.592.000, 24 tháng mỗi tháng mình chỉ đóng là 3.129.000, và 30 tháng mỗi tháng mình chỉ đóng là 2.665.000 thôi tất cả các bạn. Và chương trình khuyến mãi trong tháng này khi mình mua các dòng xe tại Honda Hồng Đức 10 tại Châu Thành, Sóc Trăng, là mình được nhận thêm cái gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng nữa, bao gồm cái nón bảo hiểm chính hãng của Honda, một cái áo thun, một áo mưa, 3 lít xăng, và cùng đó là 6 lần thay nhớt giảm được 50%, với chế độ bảo hành là lên tới 3 năm hoặc 30.000 km. Thì những bạn nào cần quan tâm đến mẫu xe CBG 150G này á, thì cứ để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0939839746, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn và cũng như là hướng dẫn cho các bạn mua chiếc xe này với giá là rẻ nhất và nhiều chương trình khuyến mãi nhất ạ. Thì video mình